Thưa quý vị, Đà Lạt luôn là một trong những thành phố được lựa chọn nhiều nhất cho mỗi dịp du xuân. Vẻ đẹp của thành phố cao nguyên này đã làm say đắm rất nhiều lữ khách. Và hòa trong không khí xuân thì ekip Trong Thế Giới Xe đã chọn Đà Lạt để cảm nhận những góc rất khác của thành phố này. Xin chào các bạn, tôi là Quang Trí và tôi tự nhận mình là một kẻ mê xây dịch vì thông qua những chuyến đi, những chuyến hành trình thì tôi là có cơ hội được khám phá bản thân cũng như là tìm kiếm những điều mới mẻ xung quanh. Và năm nay thì tôi chọn thành phố Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa, và người bạn đồng hành của tôi lần này đó chính là tôi sẽ bật máy ngay sau đây nhé. Và đây, người bạn đồng hành cùng tôi, chiếc Honda HR-V, mẫu SUV 5 chỗ hoàn toàn mới của Honda tại thị trường Việt Nam. Hoàng hôn dần buông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Tôi chuyển sang chế độ cruise control và đều ga tiến về phía trước. Đà Lạt đây rồi, thành phố tình yêu trong không khí xuân với ngàn hoa khoe sắc. Giữa sớm mai tiết trời se lạnh, dạo khắp phố phường Đà Lạt cùng Honda HR-V, cảm nhận gió xuân đang khe khẽ ngỏ lời chào thân mật với chàng lữ khách miền xuôi. Đà Lạt bao đời vẫn thế, vẫn dịu dàng, tình tứ đến lạ kỳ. Dịu dàng đến độ cành cây, ngọn cỏ ven đường cũng mang đầy thương nhớ. Hay thậm chí kể cả chiếc ô tô đồng hành cùng tôi, vốn dĩ là một cỗ máy mạnh mẽ, bỗng trở nên rất thơ khi đứng cạnh những khóm hoa ven đường. Thành phố Đà Lạt lúc này đem lại cho Quang Trí một cảm giác rất là sảng khoái. Quang Trí cùng với người bạn đồng hành của mình là chiếc Honda HR-V này đã trải qua rất là nhiều cung đường, những cái đường đồi dốc nè, đặc trưng của thành phố Đà Lạt, cũng như là những cái cung đường mà có phần hơi khắc nghiệt để di chuyển từ thành phố Đà Lạt đến với cái đồi chè Cầu Đất. Đường đến đồi chè Cầu Đất đầy uốn lượn, xung quanh là bạt ngàn rừng thông với nhiều khúc cua. Ngồi bên trong tôi cảm nhận xe cách âm khá tốt. Khi tăng tốc chỉ nghe một xíu tiếng động cơ vọng từ gầm xe. Gương quan sát ổn, trụ A hơi to nhưng tầm nhìn thoáng. Xe vào cua khá ngọt, cảm giác bám đường tốt. Vô lăng nhẹ đem lại cảm giác thư giãn khi lái. Thì trải nghiệm của Quang Trí khi mà lần đầu tiên được cầm lái mẫu xe này đó chính là đây là một cái mẫu xe đa dụng, thực sự là đa dụng luôn, phù hợp với hầu hết các loại địa hình, có thể chinh phục được những cái cung đường đồi dốc hoặc là khắc nghiệt, tương đối khắc nghiệt như cung đường Cầu Đất. Thì Quang Trí nghĩ HR-V là một ứng cử viên sáng giá và mọi thứ là cũng rất là đơn giản đối với HR-V thôi. Thời tiết Đà Lạt không khác gì tính cách một cô gái tuổi xuân thi, có lúc kiêu kỳ với nắng vàng rực rỡ, bỗng chốc lại buông lòng với cơn mưa phùn lướt qua. Honda HR-V như hóa quý ông lịch lãm, bất chấp cái tính ẩm ương của nàng thời tiết, dù nắng, dù mưa, vẫn tỏa sáng và điềm tĩnh lướt êm qua mọi cung đường. Trước mắt tôi lúc này là màu xanh bạc ngàn của đồi chè Cầu Đất. Khu vực này nằm ở ngoại thành Đà Lạt, có diện tích hơn 200 ha. Đây cũng là nơi có diện tích trồng chè chất lượng cao lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, đồng thời cũng là điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách gần xa. Đến với thành phố hoa, thì hoa chính là đề tài muôn thuở. Nói đến đây chợt làm tôi nhớ đến lời thơ trong bài Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu. Của ong bướm, này đây tuần tháng mật, này đây hoa của đồng nội xanh rì, này đây lá của cành tơ phơ phất, của Yến Anh, này đây khúc tình si. Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng chào đón người lữ hành phương xa bằng những màu hoa và những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Nhưng dường như lúc mùa xuân về, trên thành phố mờ sương ấy, ta lại thấy một bức tranh thơ ngập tràn trong nắng. Trong những cảm xúc mãi vẹn nguyên như buổi ban đầu, dẫu có đến đây bao lần đi chăng nữa. Đà Lạt khiến người ta đi không biết chán, và Đà Lạt mùa xuân lại có một sức hút đến mê say, mà cả chiếc xe hộp cứng nhắc cũng trở nên đẹp đẽ theo một cách nào đó.
Sau những giây phút vần vô lăng, giờ là lúc tôi nhìn ngắm kỹ hơn người bạn đồng hành của mình. Ngoại hình Honda HR-V mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Honda, dễ nhận thấy ở phần đèn trước và lưới tản nhiệt. Đèn pha có thiết kế xốp lớp, sử dụng công nghệ Full LED. Phần hông xe nổi bật với những đường gân dập nổi xuyên suốt từ hệ thống đèn pha cho tới đèn hậu. Đuôi xe được tạo điểm nhấn từ thiết kế cụm đèn hậu cỡ lớn, ăn sâu vào khoang cửa hành lý. HR-V sử dụng một trong những sáng kiến thông minh của Honda, đó là ghế ma thuật Magic Seat. Hàng ghế sau có thể nâng và lật lên để biến tấu không gian khoang cabin, phục vụ cho việc chuyên chở những hành lý công kênh. Đà Lạt vốn nổi tiếng với những cung đường quanh co, nhiều đồi dốc. Thế nên trong chuyến đi lần này, tôi thường xuyên được trải nghiệm những công nghệ an toàn trên Honda HR-V. Có thể kể đến như hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, camera lùi. Trái tim của mẫu PSUV này là khối động cơ iVTEC 1.8 lít cho công suất 141 mã lực. Tiến vào bên trong, các chi tiết ốp được làm từ nhựa, cách bố trí các nút chức năng đơn giản và dễ thao tác, mặt đồng hồ dạng analog, vô lăng ba chấu thể thao, tích hợp các nút chức năng như âm lượng, đàm thoại rảnh tay hay cruise control. Cụm vô lăng chính là điểm cộng trong cabin của Honda HR-V nhờ kiểu dáng thể thao, cảm giác cầm rất chắc tay. Phía sau vô lăng là hai lẫy chuyển số. Bên cạnh đó, HR-V còn trang bị phanh tay điện tử được vận hành bằng nút bấm và chế độ giữ phanh tự động Press Hold khá tiện lợi. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng kích thước 6.8 inch. Tuy nhiên màn hình này không thực sự ấn tượng và hơi lạc điệu so với tổng thể bên trong xe. À, một điểm mà tôi rất thích trong những ngày vi vu dưới tiết trời dịu mát của Đà Lạt chính là cửa sổ trời toàn cảnh trên Honda HR-V. Được biết đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu tính năng này. Sau chuyến trải nghiệm cung đường Sài Gòn Đà Lạt cùng với người bạn đồng hành là chiếc Honda HR-V, Quang Trí đúc kết lại những cái trải nghiệm của bản thân đối với cái mẫu xe mới của Honda này. Đây là một cái mẫu xe trẻ trung, năng động và phù hợp với những cái bạn trẻ đam mê khám phá cũng như là những người dùng trẻ. Và nhân dịp năm mới thì Quang Trí cũng xin cảm ơn chương trình Trong Thế Giới Xe và cũng thông qua chương trình gửi lời chúc đến với quý vị khán giả cũng như bác tài luôn vững tay lái trên những cái hành trình xa. Mình luôn tâm niệm phía trước tay lái là cuộc sống, phía sau tay lái là cuộc sống. Cho nên mong rằng mọi người luôn thượng lộ bình an. Xin chúc mọi người có một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nhiều sức khỏe.